Tới rồi đó, mời xuống xe. Hai trăm. Trả cô này, hẹn không có gặp lại luôn á. Chắc tôi cần gặp lại. Ủa? Đâu ta? Bớt ủa giùm nha. Tôi coi phim mà thấy ủa vậy. Một là hết tiền, hai là bảo để quên tiền ở nhà, ba là tôi không có tiền nha. Tôi không thấy ở đâu thiệt chứ, biết lạc đâu rồi ta. Rồi thôi xong rồi, gặp lừa đảo rồi trời ơi. Bộ đồ này đi thuê đúng không? Thuê để bận cho lịch lãm rồi đi lừa đảo đúng không? Đã không tử tế, xin đừng đẹp trai. Cảm ơn cô, tôi biết tôi đẹp trai mà. Ý của tôi không phải vậy nha. Cái này á là tôi học cái câu này trên mạng thôi, chứ tôi không có nói anh đẹp trai. Vừa có trả tiền không? Anh mà không trả tiền á là tôi bẻ răng nha. Con này không dễ ăn hiếp đâu. Vừa có trả không? Cô làm gì ghê vậy? Thôi bây giờ cô cho tôi mượn cái điện thoại, tôi gọi cho chú tôi đi. Để ông quay lại ông đưa tiền tôi trả cô. Chắc tôi ngu hả? 200 ngàn còn không có trả, tôi đưa điện thoại cho anh giật một cái anh chạy luôn rồi sao? Vừa có trả không? Không trả đúng không? Rồi, được rồi. Bớ người ta đẹp trai mà lừa đảo kìa. 200 ngàn không có trả. Bớ người ta. Cô làm gì mà anh lộng vậy? Làm gì đụng vô người tôi vậy? Cô la làng lên kìa. Chứ sao? Bây giờ không trả rồi tôi la làng lên đó. Có 200 ngàn à? Từ từ tôi trả. Từ từ là bao giờ? Định nợ cả cuộc đời vì 200 ngàn sao? Giờ cách nào á? Để tôi khỏi nợ cô không? Có. Lên xe. Làm gì? Lên xe đi, đi trả nợ cho tôi. Không đi tôi la lên bây giờ á. Cô chạy từ từ nha. Ừ, để từ từ. Nè, cô làm gì mà dẫn tôi đi vòng vòng vậy? Mà không nói công việc cụ thể là làm gì vậy? Được, giờ tôi sẽ nói công việc cụ thể nè. Nguyên một cái vườn cà rốt, nguyên một cái vườn cà rốt con, xa xa đằng kia là bắp cải. Hiểu công việc của mình rồi chứ? Nhổ hết cho tôi. Cái gì mà tôi nợ cô có 200 ngàn mà cô bắt tôi làm nhiều dữ vậy? Để tôi đưa 200 ngàn đây rồi khỏi làm. Có không? Khỏi móc. Anh móc từ ở đằng kia móc về tới đây, có tiền đâu mà móc. Tôi hết tiền rồi. Hoài luôn á. Tôi biết anh hết tiền, bởi vì hết tiền cho nên mới làm trả nợ cho tôi. Anh hỏi một lần nữa tôi chửi đó. Đi vô thay ủng rồi làm. Nó nhiều. Đâu ta? Trời, ai mà đẹp trai dữ vậy trời. Trời, tươi dữ vậy. Đứng một mình nữa chắc đi lạc á. Anh anh đi đâu ạ? Em gọi bằng em đi. Em kêu anh á. Em. Em á. Cô. Gì vậy trời? Nói nghe nè, mà đi đâu đây? Đi lạc phải không? Trời đất ơi, khu này em biết hết. Anh người lạ là em nhìn biết liền à. Đi đâu đây? Cái gì vậy? Tôi đi làm công ở đây. Làm công? Làm công gì mà mặc đồ vét rồi mang về tay sang trọng như vậy? Ủa? Không lẽ giờ bây giờ ví dụ làm công là đổi đồng phục hả ta? Sang như sao mình không biết ta? Thôi, em biết rồi. Giả bộ ghẹo em đúng không? Giả bộ gọi là ẩn dụ đúng không? Có nghĩa là anh là dạng là con của Trâm Anh Thế Việt, con của chủ doanh nhân doanh nghiệp á. Cái là không có tình yêu đích thực, cái đi tìm tình yêu. Cái là giả dạng thành người thường dân đi làm công, đi tìm tình yêu đích thực đúng không? Khỏi tìm nữa, tình yêu trước mặt, khỏi đi tìm tình yêu nữa. Bây giờ anh lấy em đi, bây giờ anh tìm hiểu em đi. Bắt đầu anh quen em thời gian đi, cái anh khai thác con người của em, cái anh phân tích tâm lý của em ra, xong anh thấy ok, cái hợp quá, anh cưới em về làm vợ anh. Cái anh mặc đồ vest, em mặc đầm sa rê, viên mãn luôn. Một cái kịch bản viên mãn về sau luôn. Kể từ đó là hai đứa mình vui vẻ đến cuối đời luôn. Không có đi làm công nữa, ok không? Tôi đi làm công thiệt mà. Cái gì làm công? Làm công ai mặc đồ này? Anh làm công cho con thiệt đó má Tư ơi.
Ôi dạ. Ủa, hai người quen nhau hả? Má Tư của tôi á. Ủa, má của cô sao kêu tôi kêu bằng em? Có luôn hả má? Mày khùng hả? Trời đất ơi, lớn tuổi ai nói chuyện hàm hồn vậy? Nó giỡn đó. Mấy đứa đẹp nó duyên dữ lắm. Ủa, mà sao nó làm công cho con? Thì tại anh nợ tiền con, cho nên con bắt anh phải làm công trả cho con. Ủa, nó nợ con gì? Nợ con 200 ngàn, cho nên con bắt là phải khiêng rau từ ở dưới giường lên trên đồi. Ủa, xin bà gái của con đâu? Bộ bị hư hả? Sao không chạy? Đâu hư gì đâu, cũng để dưới đồi á. Mà tại con thích, Thành ổng khiêng rau từ dưới vườn lên trên đồi trồng cho con. Bị điên hay gì vậy? Rau mà cắt rễ hết trơn rồi mà đem từ dưới vườn lên trên đồi trồng chi vậy? Sao mà nó sống được? Hay là cho tôi mượn 200 ngàn để tôi trả cô này đỡ rắc rối đi. Dạ 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 dạ, dạ em lấy liền. Má, không được. Tự nhiên tính cho mượn rồi đó, mà nghe sư bằng cô cái định chướng trong người cái đổi ý. Tôi nói cho anh biết nha, anh lừa một mình tôi đủ rồi, định lừa luôn cả má tôi hả? Nhà tôi không có ngu. Cái gì? Ai? Ai dám lừa đảo gia đình Diệu? Ai dám nói gia đình Diệu ngu? Để bước qua sát thành cường đô là nghe chưa? Em, có phải nói đúng không? Mày ghen cùng mình rồi. Mày biết ở đất này tao giữ cỡ nào không? Tao giữ lắm đó. Mày dám đụng với người yêu tao hả? Ai là người yêu của anh? Thì em là người yêu của anh. Tôi yêu anh rồi nào? Nhưng mà anh yêu em. Nè, nói tào lao một cái nữa là anh giọng đó nha. Mày thấy chưa? Ở cái đất này tao là chùm, mà tao còn khớp với bả nữa. Con gái đứa mà vậy đó, mày chịu nổi không? Thà mày cho tao giọng mấy cú, mày còn xác mang về. Còn mày giao xác cho bả là không còn mạng đâu nha con. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày giỡn mặt mày... Anh có dừng lại không? Hả? Dừng lại. Thôi, cái con gái con đứa mà cái miệng mày sồn sồn vậy. Cái miệng mày bô bô sồn sồn mà. Tại kìm lại. Cái gì cũng bình tĩnh. Mày nói khùng nó điên rồi vậy hả? Chú Tư. Mày kêu chú Tư tao mới cọc đó. Tao quạo đó. Ủa sao tự nhiên con bị quýnh gì? Vừa ai biểu chị? Còn anh nữa. Những gì? Đi khiêng đồ trả nợ cho tôi. Đi. Đây đây đây. Mày dính. Sao vậy? Bất nhiều chuyện. Hung hăng sân si gì đâu. Nói hoài không được. Sao con bị quýnh hoài vậy chú Tư? Bỏ vậy mày. Chú. Chú voi con ở bản đôn, chưa có Nga nên còn trẻ con. Hên mày là hát chú voi con á, chứ mày hát chú Tư con đi. Tao đá cái đầu mày văng luôn á. Dạ con biết rồi chú Tư. Chi cực khổ vậy em gái? Mình bán đất đi rồi mình lấy tiền ăn cho nó mập nó thay. Chị cha, tự nhiên ở đâu tới đây rồi bắt người ta bán đất? Em không cần biết anh đến từ đâu, em chỉ cần biết em bán đất cho anh là được rồi. Em phải ký vô cái giấy tờ bán đất này, nếu không anh sẽ ở đây phá nát cái đám cãi của em đó. Cũng ký gì trơn á, không bán. Luôn mời không muốn rượu phạt hả con gái? Vậy thì anh sẽ cho em biết máu chảy về tim. Là sao? Là lên tim. Đừng có nóng tính mà. Ý anh là ai cho mày đánh phụ nữ à? Thì sếp kêu lên tim. Lên tim là tao lên cơn đau tim á. Xuống tim. Em gái,
Sao nóng tính quá vậy? Anh tới đây chỉ muốn thương lượng thôi mà. Tôi không thương lượng. Tôi nói cho anh biết, tôi là hiền nhất cái nhà này. Chứ anh gặp má tôi, anh mà nhắc cái từ đất một cái, khỏi toàn thay luôn. Em vui tính quá vậy. Đi mua đất mà không cho nói từ đất hả? Anh sợ quá. Vậy anh không nói từ đất đâu. Đất 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 đất. Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay dưới trời xanh. Trên đất dòng mình trồng khoai lang. Trên đất đó mày. Đây là người hung dữ nhất nhà hả? Má tôi đó. Dạ con chào má. Con có nhà ý tới đây để thương lượng. Thương lượng gì? Thì con thương lượng mua đất. Đất đây là đất vô giá, không được xâm phạm nghe chưa? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Dù gì người ta cũng cất công đường xá xa xôi đến đây. Bây giờ mình phải ngồi lại mình bàn bạc để coi giá cả nó như thế nào hả chị ha? Đúng rồi má, bà ngoại nói đúng á. Bà ngoại mà đúng rồi. Dạ, bùa lên chưa? Dạ, đuổi theo. Sớm chạy đi, cậu cái xuống chuồng kìa, ăn thịt tụi bị hết á. Tao chạy à. Đứng lại. Tụi bay là đàn ông trai mà đi hiếp phụ nữ, tụi bay không thấy nhục hả? Ai? Ai nói nhà tao không có đàn ông? Bích Tư, nói cho nó biết. Vậy. Nói cho nó biết. Vậy. Chị biểu em nói cho nó biết. Em lại chị luôn đó. Đừng lại chị. 17 tuổi là em ý thức được là em là phụ nữ như chị rồi. Chị xin lỗi em. Vậy mà chị cứ ngỡ chị ẵm cu tí như ngày nào. Tha lỗi cho chị. Thương thì thương chị đó, nhưng mà em không bỏ qua cho chị. Chị đâm rất sâu luôn á. Bỏ qua cho chị. Thôi, mi má giải quyết cái chuyện này nè, còn chuyện này về nhà mình nói riêng. Được rồi, bắt hai thằng này bỏ vô kho, cho nó nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Đúng rồi. Cảm ơn tráng sĩ. Chị làm quá chị. Lú. Vậy. Ổn chị. Lú quá. Mà khoan cô ơi, theo luật pháp hiện hành á, nếu cô mà giữ người trái phép như vậy á, là cô sai rồi. Với lại hai bạn này á, cũng đâu có làm gì có lỗi đâu. Hay là mình cho họ về đi cô. Cho nó lên xã ngồi bốc lịch chơi. Vậy em thấy sao chị sân si quá trời luôn. Em thấy chị có đáng là những đẩy người ta vô cái vòng pháp lý làm chi. Thôi mệt chị quá, nó nói đúng đó. Không. Chị thôi tha cho người ta đi chị. Không. Má, con thấy anh ta nói đúng đó. Bắt hai người này đâu có được cái gì đâu. Với lại sao chuyện này chắc chắn là tận tới già. Con nói đúng. Ủa, em thấy nãy giờ em với bả nói y chang đúng ý con Diệu luôn á. Mà chị không chịu. Chị nói sai, giờ chị nói nó đúng. Chị thấy chị kỳ không? Kỳ cái gì? Ủa cái gì? Con của bả nói thì đương nhiên bả phải nghe rồi. Ủa? Thôi đừng nói nữa. Về. Về. Về về. Đứng lại. Biết thế nào cũng định bỏ đi mà. Thấy cô cũng cố ý quá ha. Thấy cô nói ăn câu là mọi người đi về hết à? Không phải là tôi có ý gì đâu, mà tại vì nhà tôi bao việc, không có muốn làm lớn chuyện lên. Mà khoan đã, tại sao anh có mặt đúng lúc như vậy? À, cùng đồng bọn phải không? Thôi, đây là trường Việt Kiều mới về nước á, bạn anh á đi tham quan, đi lạc, không biết đường về. Đi về á? Đi về Diệu ơi, đi về. Ủa anh đi đâu đây? Anh đi kiếm trường, trường là em của anh. Giờ kiếm gặp thì đi về. Trường không có liên quan gì tới mấy cái băng nhóm mà phá hư bắp cải của em đâu. Đi về. Ủa, sao anh biết phá bắp cải? Nãy anh đi kiếm trường á, thì gặp hai thằng kia dính bắp cải đầy người. Cho nên anh nghĩ là hai thằng đó nó làm hư bắp cải. Chứ không có gì. Đi về. Phan. Chuyện gì nữa vậy? Bớt đi lang thang vào buổi tối lại. Và đặc biệt đừng có đi lang thang vô đất nhà tôi nha.
tôi đi lang thang á, nhưng mà tôi có vô đất nhà cô đâu. Đừng nói đất, nguy hiểm. Dạ, dạ. Út, sao con thấy hai người này á nghi nghi nha? Chắc không phải đâu con. Mà không phải đâu con, là sao Út? Là Út hay quen chứ không phải đâu con. Vậy sao hai người đó nói cái gì cũng khớp giống như nhà mình bị vậy? Ai mà biết, chắc là trùng hợp thôi. Thôi đi về, đói bụng rồi, cả nhà đang đợi cơm. Đi về. Chịu chưa? Về. Con vẫn nghi ngờ hai người đó. Tao mệt quá, tao đói bụng lắm rồi, tao lại mày. Một cái khu thơ mộng như này á mà không làm một cái khu du lịch sinh thái thì uổng quá. Toàn trồng rau không. Suốt ngày mà trồng rau củ như này biết khi nào mới giàu được đây. Chắc phá bỏ khu này quá. Kéo tôi lên. Kéo tôi lên. Hơi sẵn tắm luôn đi. Cô. Cô kia. Cô làm gì mà bạo lực vậy? Tôi đang lạnh. Chứ tôi không phải sợ cô đâu nha. Tôi bạo lực cái thì sao? Tại anh thôi. À, tại nào? Tại tôi. Ủa, tới vườn nhà của người ta nhổ cà rốt rồi còn đòi phá cái gì nữa mà? Cô ăn nói đàng hoàng nha. Tôi phá rồi nào? Vườn của người ta anh tới anh nhổ rồi tôi còn á hả, nghe anh nói là anh định phá cái chỗ này làm cái gì á? Tôi thấy mấy cái trái cà rốt dưới chân tôi á thì tôi cầm lên, với lại tôi ngắm cảnh thôi mà, phá gì phá. Được. Tôi chưa giết anh là may lắm rồi đó. Lên xe. Cô lên đi. Tôi không lên. Cô tính hại đời tôi hả? Cái gì? Hại đời anh? Đời anh có gì đâu hại. Không đi đúng không? Không. Cô đi đi. Không đi thì đứng đó phơi nắng cho khô đi nha. Ê, chờ tôi đi với. Lên đường. Dạ. Ê cô em, đi đâu vậy cô em? Anh là ai vậy? Anh ở phương xa đứng đây. Né đường cho tôi đi. Học. Đi đâu cô em? Mấy anh định làm gì tôi? Tôi thấy em đẹp á, tính mời em uống cà phê chút xíu. Tôi không có rảnh đâu. Ê, đi cô em. Buông ra. Dừng tay lại. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hai thằng mày gan lắm. Biết bao nhiêu bông hoa trong ngôi làng này, không ghẹo mày dám ghẹo hoa có chủ. Hai thằng mày biết tao là ai không? Mày khương dừa với ai? Ai cũng tưởng vậy nhưng mà không phải. Tao là Hiếu ở Đà Lạt, cho nên người ta gọi tao là Hiếu Đà Lạt, khương dừa ở Bến Tre. Hai thằng mày ghen lắm. Bây giờ hai thằng mày muốn lên một lượt hay là lên tới thang? Lên lượt mày.
lên thang mày. Thằng đen đó, lên mày. Ủa mày nói ai đen vậy? Mày dòm lại coi trong ba người ai đen. Mày á. Ừ, tao đây, tao đây. Lên. Cái gì? Mày rủ tao quýnh lộn hả? Mày thơm mày, mày thơm với tao rồi đó. Mày thơm mày đó. Ây da. Mày té một bên rồi. Mày ghen á. Ây da. Dám mà hiếp bạn gái tao hả? Mày vô cái bàn tao mày. Giang hồ mày đớt hả mày? Lên thành đớt. Lên đây mày. Ao. Ao. Tao quýnh đầu mà. Dạ, nếu là Lạc, tha cho em anh ơi. Tha cho em đi anh, tha em đi anh Hiếu ơi. Dạ. Dám đụng tới bạn gái tao hả? Út Lành còn sợ không? Có anh rồi, Út Lành đừng có sợ nha. Cỡ mấy này 20 thằng anh lục cũng được. Bữa trước anh lục được 18 thằng rồi. Còn sót 2 thằng này, nó biết em là bạn gái của anh đó. Cho nên nó tới nó trả thù. Ủa, ai là bạn gái của anh? Thì anh thương Út Lành. Em đưa Út Lành về nha. Ừ, thôi Út Lành về được rồi. Ê, còn cái vỏ. Cảm ơn, cảm ơn. Cho anh xin tới Hồng ơi. À, tôi về nha. Ở đường đó, nó chặn đường á. Đi đường tắt đi. Ừ. Thành công mỹ mãn à. Kiểu này chắc đi đóng phim được đó. Gần Tết tới nơi rồi mà không có được cái áo dài để mặc Tết nữa. Chán dễ sợ. 10 cái. Phải chi mặc áo dài mà nó có cái kiền vàng, nó sang hết biết luôn. Trùng hợp quá, 10 cái luôn. Thiệt ha? 7. 1 cái thôi. 10 cái bán nhà hả? Má, má ba cảm ơn con. Má ba yêu con, thương con nhất nha. Mà thiệt á, má ba, con nói thiệt với má ba, tất cả những cái thứ gì trên cuộc đời này nó gọi là đẹp nhất, quý nhất, con cũng cố gắng con dành tặng má ba hết, đúng chưa? Vậy mà má ba không giúp ích con được một cái gì hết. Con hiểu lầm rồi. Má ba nói cho con nghe nè. Ai ở trong cái nhà này ai cũng đều muốn con làm rể ở trong cái nhà này hết trơn á. Rể mà rể cưng nữa đó nha. Nếu như mà có điều đó, con sẵn sàng mua 40 bộ đồ cho 4 người mặc, cộng 4 cái kiềng cho họ đeo quanh năm suốt tháng không? Thiệt không? Nhưng rất tiếc đó không phải là sự thật. Cái người thương con là má ba. Nhưng con muốn cái người thương con đó là cái người giai chính là bé Diệu. Và thứ chính là phải là má hai. Con có cảm giác con đang tặng quà sai địa chỉ hay sao đó. Chắc con phải đòi lại quá. Đừng đừng nói vậy, mày chơi gì chơi à, chơi ai vậy ơi. Từ từ đi, để rồi má tác động cho cả nhà mọi người sẽ coi như là nghe theo lời má ba. Rầm rập rầm rập rầm rập rầm rập. Má ba nói thiệt không? Thiệt. Nếu như má ba mà xe duyên con được với bé Diệu, con hứa với má ba, con sẽ mai cho má ba 365 bộ đồ, mỗi ngày thay một bộ. Hứa nha. Cộng thêm 10 cái kiềng cho đeo luôn. Hứa nha. Thiệt. Yeah. Hứa cho vui thôi. Nhưng mà cũng có thiệt mà thiệt. Thiệt thiệt. Yeah. Yeah. Ủa gì? Tới nơi rồi đó, xuống xe đi. Đây, 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 đây. Nghe đây. Mày ói sao không báo trước? Ướt hết cái quần tao rồi nè. Mày là ai? Tại sao đi thay dữ hoài vậy? Nè. Chà. Áo ướt hết rồi ha. Chắc là hai người rủ nhau đi bơi chứ gì. Ướt chèm nhẹp rồi kìa. Anh bị khùng hả? Bơi cái gì mà bơi? Nó ướt kìa. Nhưng mà người tôi khô ren mà. Tao nói mày nghe nha. Tao cấm mày từ ngày sau không được đi theo vợ tôi nữa, hiểu chưa? Ai là vợ của anh? Thì bồ tao.
cũng không phải là bồ luôn. Bây giờ không bồ mai mốt bồ. Bà. Ủa mà em, anh cố tình làm như vậy để chi? Nói đừng có theo em nữa, anh làm tốt cho em mà. Không có tốt gì trơn á. Ai tới cái nhà này anh cũng hùng hổ với người ta hết trơn à. Má ba, đừng lo đừng lo, hãy coi quyền lực của má ba đây. Chị hai ơi, chị hai, chị ra đây chị coi nè, con Diệu nó giặt bạn ta vậy nè. Chị hai ơi, cái gì vậy? Sao tự nhiên má ba giới thiệu nó là bạn trai Diệu luôn? Không biết gì trơn. Nhà này không có chứa đàn ông mà nó dắt đàn ông về đây, bả nghe được bả đuổi liền. Ủa vậy chứ con là đàn gì? Con là đàn ông hàng xóm lâu năm. Nhà này là coi như là tiếp đãi con nồng hậu. Má hai ơi, Diệu dắt đàn ông về nhà. Ê lộn, Diệu dắt con trai về nhà kìa. Má hai ơi, ra tử đi. Má hai ơi, Diệu dắt con trai về nhà. Cái gì? Ai? Chết mày rồi. Ai là bạn trai của con Diệu? Dạ đây. Không phải bạn trai con má ơi, là người quen của con. Gặp nạn cho nên con giúp đỡ con trở về đây thôi. Làm sao tin được, làm sao tin được? Làm sao tin được? Không tin được. Xích ra. Xử nó đi má hai. Mày là người quen của con Diệu đúng không? Con đâu biết đâu. Đuổi nó chị hai. Dạ. Đuổi nó, đuổi nó. Đuổi nó chị. Vô ăn cơm con. Cái gì vậy chị hai? Nó ước bệnh cảm. Cái gì vậy chị hai? Nó là người quen tôi chứ bạn trai đâu mà cản cản hoài. Đuổi đi vô con. Đuổi đi chị ơi. Chứ chứ chị làm cái bé kẹo à chị hai ơi. Quê dạ. Rảnh không? Nhờ chút chuyện. Muốn ôm hả? Sao quýnh ù tai luôn. Ai biết nhiều chuyện. Khiên đồ vô nhầm nha. Bớt cái nét hoạt hình lại được không? Trả 10 cái áo dài cộng cái kiên vàng nhanh. Mày chưa cho má mà. Đưa đâu? Cũng may đó. Cũng may chưa cho đó. Cho rồi sao rồi? Má ba thấy chưa, má ba giúp con kiểu gì mà bây giờ như vậy hả? Bây giờ con phải khinh cái đống, con phải na cái đống này vô trong nữa. Từ từ. Như vậy rồi mới chịu ghép đôi hả? Tất cả đều phải từ từ. Wow. Quay. Trời ơi, trời ơi, con xây một vòng cho má Tư coi coi. Xây vòng đi, xây vòng cho Tư coi coi. Xây vòng, xây vòng. Má Tư. Ôi, con nhớ là cái bộ đồ này á, là má thích nhất mà. Thì đương nhiên rồi, má Tư là người có gu về ăn mặc mà. Cho nên nó thường người ta khách qua nhà chơi, cái gì đẹp, cái gì mà ngon, mình phải mời khách. Má Tư mời cho khách đó qua nhà mặc bộ đồ mới của má Tư luôn đó. Mình gọi là mê trai á. Ồ, hùng đi, cái này bạn con mà. Mày thiệt tình á, sao mày nghĩ sao mày đưa cái bộ đồ này cho... Mà dì Tư ơi, cho em mượn cái áo khoác vô được không? Trời ơi, Tư quên, con là người không phải ở đây. Ở đây người ta lạnh lắm, mặc vô đi con. Mình ở đây quen rồi, mà chịu được. Vậy má Tư mới lạnh hả? Không, má Tư lạnh quen rồi, nó mắc ướt người, mặc sao được. Tư điệu, sao mày không lấy đồ con trai cho nó mặc? Đồ con trai đâu bà nội? Trời ơi, cái đồ 17 tuổi mày đâu? Trời đất ơi, năm 17 tuổi á là tôi không có đốt đèn cầy, không có đốt bánh kem nữa. Tôi đốt nguyên tủ quần áo luôn á má. Tôi quá kiếp hành gái bánh giờ rồi. Được rồi má Tư, được rồi. Kỳ cục à, vậy lấy đồ Diệu cho nó mặc. Má, không được. Đồ của con á chỉ con bận thôi. Không được bất kỳ thằng đàn ông nào đụng vô đồ của con, chỉ một mình con bận thôi. Ủa, sao má Tư mặc được? Tại má Tư là má của con. Bây giờ má đâu phải đàn ông đâu. Thôi, đi ngồi uống nước đi. Mày đứng lát nữa mày lạnh luôn bây giờ. Đi uống trà với má Tư nè. Đi. Ngồi xuống uống trà này, uống trà ngon con, uống trà ấm bụng. Ngồi xuống đi. Không được ngồi. Ủa mắc gì được ngồi. Ngồi xuống đi con. Cứ ngồi xuống cho Tư. Không được ngồi mà. Là gì không được ngồi. Vô gì. Ngồi xuống, cứ ngồi xuống đi. Không có được ngồi, nhà này không có chứa đàn ông. Vô duyên vậy. Nó cũng như bạn con Diệu thôi, có gì đâu mà chị kỳ thị nó. Má ba, lỗi tại con á. Con lỡ chân một cách nhẹ nhàng đưa ổng vô thao nước nên đồ ổng ướt.
Bây giờ chờ đồ của ông Khôi đi rồi cho ông về. Hay quá ha. Má Tư hiểu rõ con người của con quá mà. Qua cái miệng của con á, cái gì nó cũng nhẹ đi nhiều phần lắm á. Cái tánh của con á là lúc nào cũng đụng tay đụng chân, giật chỏ lên gói, nắm đầu, thục của chỏ người ta. Lỡ lỡ gì nghe mà xót ruột giùm nó luôn á. Má Tư là má của con hay má của ổng vậy? Ừ, má của con nên hiểu rõ tánh của con nhất luôn á. Trời đất ơi. Chị Tư nói vậy đúng rồi á. Ủa, thiệt hả? Chị không tin á, chị hỏi nó đi. Có rồi má, thì con đó còn lỡ chân rồi mà. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè, tôi tính nha. Dù gì á, tôi cũng là người đàn ông trụ cột trong gia đình này. Ờ. Để tôi quyết định mọi việc cho. Bây giờ mày, mọi chuyện đã xong rồi, đi về nhà. Qua sao, mang bộ đồ này lại trả cho tao nhanh. Ai cho mày nói? Ủa? À, mày lấy tư cách gì mày nói? Anh, nó nói đúng mà chị hai. Nhà này có bao giờ chứa đàn ông bao giờ đâu. Ủa, gì vậy bà? Vậy ổng là gì? Không phải đàn ông hả? Thì nó là đàn... nó là đàn ông ở hàng xóm qua đây chơi. Ừ. Lâu năm. Hàng xóm đâu ra? Đồ giỡn hoài à. Giỡn gì? Không nhớ con à. Hồi xưa hai chú cháu mình đã banh chung với chú. Hồi xưa chú làm thủ môn, con làm tiền đạo. Con suốt banh chú chụp hoài chú nhớ chú. Hồi đó chú quýnh người da hay lắm. Chú còn chấp con nửa đường mà con quýnh hoài không lại đó chú. Cái chuyện này mới nhớ nè. Hồi xưa con nhớ con bị ăn hiếp. Chú dẫn anh em lại giải cứu con. Hồi xưa chú cô hồn lắm á chú. Trời. Sao tóc tai thay đổi vậy nè? Quần áo gì mà học bao nhiêu năm qua nó thay đổi vậy nè? Sao cứ kêu chú hoài vậy? Không, con vẫn nhớ chú của ngày xưa. Hỏi đi. Hồi xưa chú dễ thương lắm. Tư, nói nghe nha. Kể từ nãy giờ á là chỉ có không thích thôi chứ không có ghét. Mà kể từ cái thời khắc mà nói những cái môn mà mình ghét ra đó là tao ghét mày luôn đó. Ủa chú, con nói đúng rồi. Đâu vậy kiếm mặt chú? Thôi đi, đừng có cãi nữa. Con Diệu nó nói đúng đó. Để khi nào đồ nó khô rồi nó đi về. Mà bộ đồ của nó chắc lâu lắm mới khô à. Thôi vô ăn cơm đi, đi. Chị nói đúng. Ủa sao kỳ vậy má ba? Má ba nãy má ba thương con mà. Chỉ là chị của tao. Ủa mày biết nó tên gì không? Dạ ba Hùa. Thì đó, nó hùa đó, vậy thôi. Cơm, đi vô ăn cơm chị. Đi chị, đi. Bà má đặt cái tên cho bà đúng ghê luôn. Diệu, mình vô ăn cơm em, đi. Đừng quýnh nữa. Em muốn giết mặt mà anh sưng hết rồi nè. Cái mặt này là mặt nọng, chứ ai mặt nào mặt sưng. Tôi nói cho ông biết nha. Cái người đáng ra khỏi nhà này là ông á. Đi về. Tôi vô ăn cơm với má ba. Nè, đưa lại. Còn anh nữa đó. Đừng có thấy má tôi kêu lại ăn cơm là tưởng má tôi quý anh nha. Không có đâu. Ăn cơm xong đồ khô vẫn vô. Đi về giùm. Vậy tôi ăn cơm xong á, tôi ngủ ở đây luôn. Nè. Của mày nè. Ủa? Anh kêu 500 hả? Cho mày 300 lần mừng á. Nãy tao đánh đâu? Đánh chân đau đầu không mày? Hồi nãy em té nhiều lắm nha anh. Em lộn ở đây cái em lộn bên kia nữa đó. Mày làm sao anh? 200 mừng rồi mày. Vậy sao mày 300? Hồi nãy á, tao đánh đâu? Đánh đây mày té em đây. Tự nhiên mày té em đây hả? Xíu nó lột kịch tao rồi. Anh, tin thêm anh. Nhiều đó là mừng rồi, biến rồi. Dạ, xin chào chị. Hai mày sáng hả? Chị gì? Kệ. Hai nó tới xin lỗi anh. Anh thấy tội nghiệp quá, anh cho nó ít tiền về uống thuốc. Mai mốt anh đừng có bày cái trò anh hùng cứu mỹ nhân mất công lại tốn tiền. Út lành biết hết rồi hả? Anh xin lỗi, tại anh cũng muốn ở cái bên Út Lành, nhưng mà anh không có cơ hội cho nên anh mới bày chứ có trò này. Anh sẽ không có làm cái trò tào lao này nữa đâu. Út Lành cho anh xin lỗi. Mai mốt cứ bày trò giống như vậy đi.
Út Lành, Út Lành phái cho tào lao đây hả? Ừ. Mà thôi, anh không làm cái trò tào lao này nữa đâu. Anh sẽ 24/24 ở bên Út Lành để bảo vệ Út Lành luôn. Út Lành chịu không? Ai biết là chịu hả? Vậy giờ anh thay Út Lành về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu luôn nha. Ủa, anh xin lỗi, ba mẹ Út Lành chết hết rồi. Vậy thôi, về ra mắt mấy chị. Út Lành cho anh đi với nha. Thôi để hôm khác đi. Lần đầu tiên con người giả anh hùng cứu mỹ nhân, tôi mất cả quá. Út Lành, trời ơi, bây giờ mới thành công thiệt nè. Yeah. Ăn đi con. Tự nhiên nha, trong gia đình không à. Con á là bạn của con Diệu. Hai đứa chỉ là bạn thôi nha, chứ đừng có tiến xa hơn nữa à. Gì vậy má? Làm gì có chuyện đó mà má lo xa. Ủa, bộ hồi xưa ba má rào chị dữ lắm hả? Bây giờ chị rào tụi nó. Rồi giờ mày rào tao hả? Dạ, con mời cả nhà ăn cơm. Ăn đi con, ăn đi. Thôi ăn cơm nha. Dạ. Ăn gì, ăn miếng thịt đi, cho nó có chất đạm trong người. Dừng lại. Tôi có tay, cứ tự gấp được. Đừng có lo chói lóc chóc ở đây nha. Diệu, nó qua đây nó ăn ké. Con để nó gấp cho con để nó đừng có ngại đó mà. Gấp đi, gấp. Nè ba, nè, ông mà gấp một cái nữa tôi cho ông ăn giọng liền á. Bỏ ra. Thôi, đừng gấp. Thì thôi chú ăn miếng thịt đi cho có đạm chú. Thấy đã đủ không? Nó bay thẳng vô hai con mắt của mày luôn á. Ủa con nói sai gì hả chú? Trời ơi tôi dặn rồi, ăn cơm đừng có nói chuyện. Tập trung vô ăn cơm đi. Ăn đi. Dạ. Mà tức thiệt á. Trời ơi đang làm ăn kiếm tiền cái mùa Tết này, tự nhiên vô hỏi bán đất bán đai bất động sản. Ai mượn vậy? Cái đâu cần người ta hỏi. Thôi ăn đi. Dạ chị. Nè tôi nói thiệt đó nha, mấy cái thằng đó mà tới nữa là chết với tôi đó. Ăn đi. Dạ chị. Chị ơi, mà sao chị nói rằng là ăn á là phải tập trung vô, đừng có nói chuyện, mà sao chị lên tiếng vậy chị? Thì chị nói được, tụi bay không có được quyền nói. Dạ. Ăn đi. Dạ chị. Má, cái chuyện mà đất đai á, mới đừng có lo. Từ nay về sau á, người nào mà giác xác tới đây mà đòi mua đất á, con xử luôn. Tại vì con biết mảnh đất này rất là quan trọng với má, rất là quan trọng với gia đình của mình. Thôi được rồi, ăn đi. Dạ. Dạ chị. À má hai. Diệu, có anh mà, đúng không? Chỉ cần nói anh một tiếng thôi, anh ra xin mỗi đứa một tí quyết. Không đứa nào dám lại mua đất nữa đâu. Tin con đi. Bây giờ anh ăn cái gì tôi cúng nha. Còn chuyện gia đình của tôi á, đừng có xen vô hoài. Nè, mấy đứa này nó người nhà tao, nó nói tao không có là. Còn mày cà chớn tao đuổi mày về đó. Hiểu không? Ăn đi. Dạ con xin lỗi má hai, con xin lỗi má ba, con xin lỗi. Mày nói một câu nữa, tao bỏ khỏi ăn luôn. Dạ, con biết rồi chú. Cái gì vậy má Tư? Thôi mà. Thôi được rồi, cầm đũa lên ăn đi thôi. Má ba, má ăn đi má. Ăn đi ăn đi, có nhà có khách mà má thiệt á. Ăn đi. Con ăn đi con. Ăn xong ăn đi. Cứ ăn thoải mái đi. Anh không lên tiếng thì anh có quyền ăn ha. Với lại nhà tôi vậy á, không có gì mà bất ngờ hết trơn. Cứ mỗi lần tới bữa ăn nha, cứ nhập lên nhập xuống. Hồi khỏi ăn luôn. Mà nhiều khi nói quá trời nói quên ăn luôn mà. Ăn đi, thoải mái đi. Ăn đi. Nói nghe nè, không mấy mình gom hết nguyên mâm cơm trên bàn á, đem ra sau cất luôn đi, đừng ăn nữa. Để mình trà lên uống, nói chuyện cho nó nhanh hơn. Thôi, má nói gì vậy? Thôi ăn đi, tự nhiên nha. Ơi, nó nghe nè, tự nhiên cái má cảm nhận được rất là rõ ràng luôn nha. Hình như con kia nó mượn bộ đồ của má mặc á, không phải để cho khô không nữa. Để ở lại để ăn cơm cho no rồi chơi xíu về cho con vừa lòng hay sao á. Má đi guốc trong bụng của con luôn á con. Má nói gì vậy? Con không hề có ý đó nha. Nhưng mà cái ý đó hiện lên trên mặt của con luôn á. Tư, mày nói gì kỳ vậy? Quy luật trong nhà này là có nghe chưa? Ba. Dạ. Mày nhắc lại cho tụi nó nhớ. Dạ thưa chị hai, quy luật của nhà này là đàn bà không được lấy chồng. Phải ở như vậy từ nhỏ cho tới lớn. Chỉ trừ...
mấy đứa nhỏ được thoải mái chút xíu thôi. Lớn nhỏ gì cũng vậy, luôn cả lớn và nhỏ, không không? Dạ. Thôi vậy thôi, con xin phép cả gia đình con về. Sao vậy con, sao vậy? Ủa chứ gia đình có quy định gì con ở đây đây gì? Thì thôi thì ăn đi rồi từ từ tính. Tráng sĩ, Tráng sĩ cứ ăn đi rồi uống trà đàm đạo rồi về. Mời Tráng sĩ. Dạ, ăn đi Tráng sĩ. Dạ. Chị hai, chị ba, chị tư ơi, trời ơi, năm em có chồng rồi.